125 Hàng Ngân để chứng kiến trận thi đấu playoff giữa bốn vận động viên Trung Dược, Trung Trình Còi đối đầu với Lê Tú đến từ Bắc Ninh và chị Nga đến từ Yên Bái. Hiện tại bốn vận động viên đang khởi động trên sân, đọc ba vị trí của bốn cầu thủ. Trang phục áo cam quần trắng giày đỏ là Trung Dược, trang phục Mikiro, quần màu đất này là anh Trình Còi. Vận động viên nữ duy nhất trên sân đó là chị Nga Yên Bái, trang phục lát cốt màu trắng đó là Lê Tú đến từ Bắc Ninh. Anh em bổ quả sẻ cho ban tổ chức và các vận động viên nhé. Đây là vòng đấu playoff nội dung trình 1/3/20 trên đài giao lưu tennis.com. Mình không bật chế độ không làm phiền rồi. Khả năng trong lúc livestream sẽ có cuộc gọi điện thoại đến nó sẽ bị gián đoạn. Anh em chịu khó thông cảm nhá. Anh em thấy hình ảnh chất lượng âm thanh tốt chưa? Hiện tại anh Trinh Còi là chủ tịch câu lạc bộ Lếu Lèo. Bên kia là Trung Dược, thành viên câu lạc bộ Lếu Lèo. Hàng cặp đôi này là cặp đôi bốn mắt các bạn nhá. Đeo kính rất tri thức. Trọng tài cho em thủ tục cho thi đấu nhá. Khởi động cả một trận thôi. Anh Trình Còi bảo vẫn chưa vào tay anh em ạ. Anh em ơi, lúc nãy anh Trình Còi anh bảo trận này nếu mà không thắng thì anh sẽ đập vợt các bạn nhá. Giây phút đập vợt mình sẽ live stream, anh em cố gắng chờ đến những giây phút cuối cùng. Một pha đánh bóng ra ngoài, chị Nga Yên Bái lưới rất hay. Lúc nãy trận trước mình live stream ở trên kênh của anh Tú Apple, chị ấy thua tie break thôi, săn lưới rất tốt, phải nói là nữ đánh cực kỳ hay luôn. Không thấy comment nhỉ, tự nhiên không thấy anh em nào comment đây. Comment chào bình luận viên xem là nhỉ, tại sao mình không thấy ai comment nhỉ? Chết rồi. Vô thắng hay vào like kênh của anh xem có thấy ai comment. À đây là có Nguyễn Bảo An đây rồi, chào Nga hay Nga nhé, hay quá. Vũ Ngọc Huy không hiện à. Chúc anh em Lếu Lèo và tứ kết. Ô hiện rồi, cảm ơn anh em nhá. Xin chào. Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục cổ vũ cho Tú Vẩy Lục đi tắm sớm nào em ơi. Lô, ok, nhìn thấy rồi, comment đây rồi. Thằng nào thấy anh em yên nắng quá, cứ tưởng anh em giận dỗi bình luận viên. Anh em thả tim và chia sẻ vào các hội nhóm giúp mình nhá. Hiện tại giải đấu này có hai vận động viên nữ đó là Na Đi và chị Nga Yên Bái. Có hai vận động viên nữ. Anh hỏi anh Trình Cao có uống bia đâu em, uống bia ở đâu em ra. Anh Trình Còi ơi, thằng Duy Vĩnh Phúc nó hỏi anh uống bia ở đâu để ra nào. Xin chào Nguyễn Thanh. Kỳ hôm nay có ra sân Hanaka không Kỳ ơi? Trọng tài cho thi đấu, trọng tài ơi. Xin chào 60.000 anh em nhé, anh em chỉ có bổ quả sẻ cho bình luận viên nào. Nguyễn Trung Hiếu bình luận viên hét cổ vũ Tú hộ em cái nhé. Ok Trung Hiếu nhá. Tú ơi, Trung Hiếu bảo em cố lên nhá. Hét rồi, khản cổ lắm.
ký vườn xoài Bảo Anh Trình vừa cố lên nhé. Ok, ký để tôi chuyển cho bạn nhá. Ra hay lưới hay, đúng rồi chị Đạt Vĩnh Phúc ơi. Anh Trình, Trình Trung ơi, Trình Còi ơi, ký đã bảo anh cố lên nhá. Ký vượt xoài đấy, bảo anh cố lên. Các bạn chờ nhá, tí ra giây phút đập vào sẽ đến đây. Nhanh thôi, khoảng chục game. Anh Trình Còi bảo nếu trận này chuẩn bị đánh Tuấn Củ nhá. Trận đấu bắt đầu. Trận đấu bắt đầu, Trung hình như là Trung Dược ra bóng đầu tiên. Rồi bắt đầu. Trọng tài bắt trận đấu này là anh Trịnh Bình. 30 năm kinh nghiệm trong thi đấu tennis đỉnh cao rồi. Sơ bóng một rất tốt. Giả ra bóng rất hay đến từ của Tú. Hay phản xạ lưới rất tốt đến từ anh Trình Còi, bóng vẫn còn. Cứ bóng không thành công đến từ Lê Tú Bắc Ninh. Chị Nga đánh không thương tiếc thì anh Trình Còi cả. Anh em nhìn nhau mà đánh thôi. Em đánh rồi anh Tuấn Củi ơi. Tắt com trên màn hình cái rồi mũi ơi. Ồ, đánh nào tắt được nhỉ? Đấy, không hiểu sao cái app này nó lại có cái chế độ comment nó kiểu như này các bạn ạ. Nó không trôi được. Xin chào Hoàng Đại Nhân. Không biết cái con này. Chào anh Phương, anh đánh chưa? Ơ thằng Tú trai bao nó thường hay ở Bắc Ninh mà. Hiện tại mọi người có thấy comment hiện trên màn hình không? Mình không hiểu sao nó lại không tắt đi. Ok, Tuấn Củ nha, tắt rồi đúng không? Cảm ơn anh. Ok ok, cảm ơn anh em đã comment góp ý cho bình luận viên nhá. Tại vì ứng dụng này nó có nhiều tính năng quá nên mình sử dụng cũng chưa thành thạo. Tỷ số hiện tại đang là 0-0, 40-0 rồi. Cảm ơn bạn ký nhá. Đội bóng 1. Đánh backhand cực kỳ hay đến từ chị Nga Yên Bái. Ôi, bắt lưới không thiếu chủ động đến từ Tú. 40-15. Chị Nga đánh backhand không khác gì rồi mũi cả. Swing rất tròn tay, mẫu mực. Tỷ số 0-0, 40-15. Tôi xem ly nó còn cảnh báo. Ồ, đây là bạn ký bị Facebook không ấy à. Một pha đánh passing không thành công đến từ Tú Bắc Ninh. 1-0 cho đội Trình Trung và Trình Còi. Hai anh bốn mắt đã đầu di chuyển về sân, về phía gần màn hình. Ở trên sân rất đông các bạn nhá. Ở sân bên kia thế này, cho mọi người xem. Hiện tại thì thời tiết ngày hôm nay là cực kỳ mát mẻ, như mùa thu vậy. Hôm nay là vào cuối tháng 5 rồi. Bình thường mọi năm thì năm 2020, 2021 thì tầm này phải rơi vào khoảng gần 40 độ C. Nhưng hôm nay thì thời tiết thì như mùa thu. Game số 2, Tú Bắc Ninh ra bóng. Đúng rồi, Duy ơi mọi năm lè lưỡi luôn. Trần Thắng Anh Trung cố lên anh ơi. Cũng Ngọc Duy thấy không thấy Trường Bạch và comment nhỉ, hình như bị block rồi Kaka. Cho anh gửi lời chiến thắng đến chủ tịch Lễ Lẹp nhé. Ok anh. Tuấn Củi gửi lời chúc đến anh Trinh Trình Còi nhá. Lưới rất hay đã. Mình đã cảnh báo anh Trình Còi trước rồi là chị Nga này vồ lưới rất tốt luôn. Đỗ Hiển, anh Trình Còi cố lên mãi không có cúp. Ô thôi ạ. Cố gắng anh Hiển nhá. Chắc là rất quyết tâm, rất cao đấy. Nước Hoàng An mất không anh Giàng A Duổi. Anh chưa đi tắm đâu Ninh ơi. Trận đầu thắng 6-2 rồi. Đứng với chủ tịch khoa in đánh rất uy tín nhá. Đoàn mất hình như đoàn như Sơn Hòa Bình luôn. Ghim chưa? Ghim số tài khoản đấy đấy. Đấy. Ngọc Hồng Lô hỏi là ghi số tài khoản chưa, anh em nhìn nhá, ở dưới màn hình có dòng là donate ủng hộ rồi mỗi số tài khoản Vietcombank Nguyễn Đức Phương 0011 00
1616916. Một pha phối hợp rất ăn ý như đường với sữa đến từ Ngọc Hồng Lồ và Ruồi Muỗi. Sượt bóng rất khó chịu đến từ Tú Bắc Ninh, Lê Tú. Tú Lê. Tỷ số hiện tại đang là 0-1. Sượt bóng hay. Trả ra bóng lỗi. Điểm bao nhiêu rồi nhỉ? Chắc là 40-15 rồi. Một đào. Anh Trung ơi, anh Trung ơi, chị tràn lưới thì lốp lên, đừng có đánh. Hello người đẹp Diệu Linh Eco Park nhá. Hello anh Ngọc, hello anh Phương. Em Linh Eco Park chào Ngọc Hồng Lồ này. Hello. Đấy. Một pha nghiêng mình sớt bóng, thử bóng đến từ anh Trình Còi. Trận đấu tiếp tục, tỷ số 1 đều. Sớt bóng lên lưới rất nhanh đến từ anh Trình Còi, bắt lưới rất tốt. Hay. Gọi em, gọi anh ơi. Anh vừa dùng đòn lăng ba vi bộ phi phát lên lưới luôn các bạn ạ. Ôm sát mặt lưới. Có anh Ngọc cồng kềnh ở đấy hả anh? Đúng rồi Ngọc Duy ơi. Ngọc Hồng Lồ đang đứng ở đây. Sớt bóng rất hay. Tốt. Ngoài. Một cú sinh backhand cực kỳ tròn tay. Rất tiếc là bóng ra ngoài. Ra bao nhiêu chị ơi? Bảo anh Trình Còi mà có cúp ở giải này tôi tặng anh 2 thùng bia nhé. Ok ký nhá, nhận lời. Nhận lời. Mà điều quan trọng nhất là không được thua trận này. Bởi vì thua anh sẽ bỏ giải. À, bỏ tay nghít. Ký ạ. Bảo anh ý là tí đừng dọa trọng tài nhé. Ok Ngọc Duy nhá, uống bia cho bạn. Tối trưa bạn ơi. Giải này không có bia đâu. Giải này đến chiều tối có bia. 40-0. Giáo sư đánh rất uy tín. Anh dùng đòn lăng ba vi bộ. Sớp bóng và phi lên lưới rất nhanh. Cảm giác như Đoàn Dự vậy. Đấy, đang chỉ đạo partner. Xin chào 90.000 anh em nhé, anh em sẽ có chia sẻ. Thằng nào? Đấy vô địch giải solo của anh mà. Bóng nhất đòn, nộp rất tốt, tuyệt vời. Chị nghe máy bay lên bờ rào luôn. Bà Ngọc nó đi mua ý, cần gì ban tổ chức? Chưa đi kìa. Đang đi kìa. Tỷ số 2-1 cho đội Trình Trung rồi các bạn nhá. Anh Trình Còi đứng với anh Trình Cao. Anh Trình Trung. Đôi là đôi trung bình này. Chị ngay bá chân rất nhanh. Thoát thoát ra. Nếu mọi người không bảo chị sinh 82 thì nghĩ tầm sinh 89, 90. Ký được gọi của em luôn. Ở đây ký ke hôm nay không đánh hả anh? Anh ký ke hôm nay. Không, ký hôm nay là ban truyền thông của diễn đàn giao lưu tennis.com sẽ sang Hanaka tác nghiệp các bạn nhá. Có thể nhà báo đấy, chiều nay sẽ phỏng vấn Quốc Khánh cái thứ đấy. Anh em đón chờ live stream của ký. Mai sang live stream của anh Mai á hay là ký nữa? Mai, anh phải đánh giải này mà. Duy Mai có xuống Hanaka không Duy ơi? Nếu Mai xuống đi qua Hà Nội đón anh đi. Tỷ số 1-2. Sớt bóng 1 lỗi. Và cặp bóng bay tít hàng rào. Tỷ số đang là 1-2. Đội 1. Ô, số người tụt một phát 30 người luôn này. Ngọc ơi cho nhỏ bớt. Và cha ta đi tơn bóng backhand rất hay đến từ Trung Dược. Quả đấy là hỏng được rồi. Một pha sút bóng ra ngoài chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội đến từ anh Trình Còi. Đúng rồi, anh đánh như ở Tiến Linh ngày hôm qua vậy. Em đang Sapa mai mới về. Ồ, đi du lịch sướng thế. Không lên lưới lùi làm gì?
Tít nốt rất hay đến từ chị Ngài và con xoáy tít thôi. Giáng Long thật bát trưởng. Rất uy lực luôn. Ngọc khổng lồ là sở trường smart mà nhìn chị Nga còn phải mồm chữ O các bạn nha. Quá hay, rất tinh. Chắc thì anh mới là lần đầu tiên xem chị đánh. Đánh hay quá. Nữ đánh đấy, rất đa dạng bóng, nhịp nốt, bóng rơi rất sâu. Hay là chị Vân. Và cặp người đến từ anh Trình Còi. Đãi chuyển hóa mà đánh cơ hội lần thứ 2, 40-15. Ngọc ra làm non bia đi, bánh mới xung chứ giải giao lưu tennis anh em là có bia. Ngọc trận đầu thắng cũng tie break nha, ký nha. Hết, nước chấm. Bóng tốt. Một vài ý kiến trọng tài đến từ anh Trình Còi. Trọng tài rất dứt khoát, chỉ tay vào sân. Tỷ số 2 đều, đổi ra bóng. Chuyển hóa hai cơ hội thành hai bàn thắng thành cơ hội thì hết rồi. Nếu mà ăn hai điểm thì nó khác các bạn nhé. Cơ bóng rất tốt đến từ Trung Dược. Ở return bóng không qua lưới đến từ Lê Tú Bắc Ninh. Tú ở chỗ nào Bắc Ninh mà tôi không biết được, tôi thấy profile đi Bắc Ninh thôi. Nhưng mà hình như là bây giờ ở An Dương sao bạn ạ? Xin chào Tuấn Lâm Thao. Ở bên kia thì giáo sư tennis Lê Trung Kiên đang thực thi đề án các bạn ạ. Toàn các dự án của cấp bộ thôi, cấp bộ, cấp quốc gia. Và chạy bóng lốp rất tốt đến từ chị Ngày, mà lên lưới cực kỳ nhanh luôn này. Dậm chân ai đờ mì rất cảm giác. Pha đánh bóng rất nhẹ nhàng đến từ Trung, rất bản lĩnh. Một pha xử lý làm cho chị Nga cũng cực kỳ ngỡ ngàng. Tưởng em bắn penalty thì em lại là xoa mông. Rất nhẹ nhàng, tình cảm. Vẫn đang vòng khởi động thôi anh em ạ. Kiên bị giật dị tật à bạn? Đúng rồi. Giáo sư Kiên đang thực hiện đề án cấp bộ các bạn nhé. Đang ở sân bên cạnh triển khai. Nguyễn Trung Hiếu, Tú này là Tú vẩy lục nhé rồi mũi. Ồ, sợ nhất là Tú vẩy nến thôi. Một pha return bóng không qua lưới. Nguyễn Kiên anh Trung tập với em lên tay đấy. Ồ, thế là Trung Dược tập với Kiên à. Vũ Ngọc Duy, anh Tú Táo đánh chưa? Tú Táo vừa thắng trận đầu rồi. Cùng bảng với Na đi. Giác đang chuẩn bị đánh trận 2. 40-0 rồi các bạn ạ, hai đều 40-0. Sớt bóng rất tốt, lốp rất cao, dựng ngược lên. Sở mát phong uy tín đến từ Trung Dương. Đấy, em tôi đấy các bạn nha. Bây giờ dám tự tin nhận là em mình. Chào anh nha. Bao lâu bán được 1 tỷ cái phần hay lắm. Anh Trình Còi anh ấy chưa? Anh giống như Tiến Linh vậy các bạn ạ. Sút hai quả ra ngoài. Trung Dược lần này đánh rất tiến bộ các bạn ạ. Chỉ tội là cái duyên chưa đến thôi. Nhưng mà Trung Dược lần này có cú forehand rất cải thiện, đánh như trình cao, bóng top pin, đánh lỏng, đánh căng đều được. Cú sớp bóng cũng rất là tốt. Nguyễn Đăng Ninh MVP đến từ Đắc Trung. Giải này Trung Dược cố làm đấy. Cố làm ký hạn, tại vì nếu mà không thắng trận này nhá là anh Trình Còi anh bảo anh bỏ tennis. Nên là rất là phải quyết tâm. Sớp bóng rất hay đến từ Tú Lê Tú. Tỷ số 15-0, 2-3. Và không rất khoan đến từ anh Trung. Anh Trung dạo này điềm đạm hơn hẳn nhỉ. À, ông Trung Trung nào hẳn Ninh ơi. Pha smart mất hình. Trúng luôn máy quay các bạn nha. Kệ đi. Cũng Nam Dít đang sang Bắc Ninh xem SEA Games, tôi bảo và tôi bia mà em nó ngại. Ôi ghé bạn. Đi không thấy rủ tôi. Một pha đánh return bóng rất căng lên từ anh Trình Còi. Bây giờ mới thấy đẳng cấp của anh lên tiếng. À đúng rồi, thế thì Trung Dược lần này đánh người lớn rồi em ạ. Ai rồi cũng phải lớn thôi. Đấy, trả bóng rất tốt.
Ui, một pha ý tưởng rất xuất sắc đấy, nhưng mà không thực hiện, không thành công. Đánh bóng dọc dây, Dagerline bóng ra ngoài. 40-15. 30 đều hay 45 nhỉ? Sợ bóng một lỗi. Một pha chiến thuật lên lưới, trung dược lên lưới rồi. Trong 5 giây. Hỏi anh Trung có đánh rơi nhịp nào không? Lại là chị Nga Yên Bái các ông anh Tú. Xin chào Nguyễn Mạnh Cường. Lại đến lượt chị Nga rồi. Bóng vàng, bóng vàng ai đó? Trung, Trung dược đi. Ok, ok. Anh Trình Còi đỡ. Ô bột đỡ. Sơ bóng một lỗi. Pha xử lý khá cồng cành các bạn nhé. Anh Trung bảo chị Nga bay đi, bay đi. Đã có được chỉ nào đâu mà, đã được chỉ nào đâu mà bay. Anh em câu lạc bộ lèo lèo nếu mà xem đây thì ra là cho chị Nga khoảng 2-3 chỉ nhá, để chị cũng bay nào. Bay đi, bay đi. Tỷ số. Thắng phải đánh trước là đúng rồi, Nadine mà thua sao lại đánh trước được? Off mà. Không, đấy là đánh bảng, bên đấy là bảng, em hiểu không? Thắng phải đánh trước. Anh Nguyễn Việt Phương, anh Trung giờ trình cao rồi, không còn là trình còi nữa, và cháy dây luôn. Ui, thế anh Phương không xem hai quả trước à, anh vừa chuyển hóa bàn thành cơ hội đấy. 4-2. Anh lại rất sông xanh luôn nhá, trao đổi chỗ luôn nhá. Rất chiều chị em phụ nữ. Là chủ tịch các sáng ngời ngời luôn. Bình luận viên thắng trận một cái bình luận viên xung hẳn của Nam Ninh nhỉ. Xung chứ bạn. Tôi lúc nãy được vừa được một chị sinh nha, chị donate hẳn 50 bia luôn bạn nhá. Chị bảo là không được đọc tên trên livestream nên là tôi không dám đọc. Hay pha enter gọn gàng đến từ Trung Dương. Chị bảo đừng nói tên. Cứ được bơm thẳng vào ven nên là tôi bình luận sung lắm ký ạ. Anh em yêu mến thì ủng hộ dưới mỗi số tài khoản dưới màn hình nhá. Số tài khoản Vietcombank 00110016169 16. Sớt bóng rất xoáy. Một pha return bóng trong sân. Ăn điểm winner đến từ Lê Tú. 15 đều. Một pha tự dặn lòng mình đến từ anh Trung. Cú sinh của Tú quả đấy là quá hay luôn. Xé màn. Vẫn còn. Và dưới người rất tốt. Và dí bóng rất sâu. Ngoài. Anh Trung trình còi số 1. Anh em được gọi bà kia bảo quán bia ngay sau này. Lấy bia, gọi bia, gọi bia. Quán vượt bia. À. Làm mấy lon uống nhau đánh vô xô. Gặp khổng lồ đi mua bia rồi ký nhá. Không, em đứng với cả chủ tịch Khoa. Bóng chạm lưới vẫn qua sân. Thủ rất tốt đến từ Trung Dược. Ra ngoài. Một pha rất chú ý đến từ Trung Dược. 40-15. Hay, Trung Dược phản xạ rất tốt các bạn ạ. Rất đề phòng cú đánh bóng dọc dây của Lê Tú. Một pha dặn dò partner rất kỹ càng đến từ Hành Trung. Đấy, giải giao lưu đấy, anh em có bia khác ngay. Chuẩn bạn ạ. Một pha tưởng bóng ra ngoài rút bật không thành công đến từ chị Nga Yên Bái. Game tỷ số 5-2, đổi sân đổi ra bóng. Game tiếp theo là chị Nga Yên Bái ra bóng, game số 8. Thank you.
chính ra nhá, chính ra Ngọc Hồng Lồ bây giờ mua bia về lại hợp giáo sư Kiên ký ạ. Vì giáo sư Kiên chuẩn bị là đi uống bia rồi. Nhìn cái lối đánh của giáo sư Kiên bên cạnh các bạn nhìn này. Đấy, 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 đấy. Đấy, áo hồng nhá, quần đen lên lưới này. Đại Dương chúc anh Song Trung vinh quyền, xin chào Đại Dương nha, cảm ơn Đại Dương rất nhiều. Mà Ngọc Anh không biết chị Nga có cõng nổi cửa ảnh này không, không cõng được đâu mà Ngọc Anh ạ. Mấy bạn này thì đôi kia sung quá rồi. Tỷ số 2-5. Vừa đánh vừa nói đến cho anh Trinh coi. Bạt bóng. Pha đánh bóng ra ngoài đến từ anh Trình Còi trong sự ngỡ ngàng của cả đồng đội. Giáo sư đứng với ai thì anh đứng với thủ rất tốt đến từ chị Nga Yên Bái. Chờ tí nhá để anh nhớ xem nào. Hay đánh bóng xuyên từ hai phường và năm đào, chung đánh rất kỹ. Chủ tịch diễn đàn trích 100k ra mua bia cho anh em đi để mua thêm con mực. Ngoài rồi. Tôi admin đấy nha, không phải chủ tịch ký nha. Bây giờ chị Nga bảo đánh thế nào cũng được rồi. Đánh bóng không qua lưới, một pha đánh backhand bóng rút lưới. Không nhìn thấy có mấy huấn luyện viên anh bảo đôi trình cao 32 tháng đâu rồi. Trần Tú là có vẻ là bị chạm lòng tự ái nhỉ. Xin chào Tú Thánh Nguyễn nhá. Tỷ số hiện tại đang là 15-40. Bóng vẫn rơi trong sân. Một pha cặp vợt bóng ra ngoài. Trận đấu kết thúc. Tỷ số 6-2 nghiêng về đôi Trình Còi và Trung Dược. Rất may mắn là anh Trình Còi vẫn gắn bó với tennis các bạn nhá. Không bỏ giải đâu. Xin chào và gặp lại anh em ở livestream tiếp theo.